Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2017. Chúng ta học cái phần chi tiết thêm về cái lỗ ý. Lần trước chúng ta học những cái điểm chung về lỗ ý để chúng ta có cái khái niệm chung về lỗ ý. Hôm nay chúng ta học một cái phần của cái lỗ ý, đó là cái phần thuộc về lỗ ý môn thời Bình Nhật. Như chúng ta biết đó, là cái hoạt động tâm thức của chúng ta nó đi bằng 6 con đường. Cái con đường mà 5 con đường đầu tiên đó, là nó đi qua cái căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi và căn thân. Đó là 5 cái con đường mà chúng ta có thể đón nó để biết rằng là cái tâm thức chúng ta nó đã hoạt động ra sao. Bây giờ nó còn có một con đường nữa, nó là cái con đường thứ 6. 5 cái con đường trước á, là nó bị giới hạn. Nó giới hạn ở cái chỗ đó là cái cảnh sắc á, thì nó không thể nào mà nó đi qua mũi được, cũng nó không thể đi qua lưỡi được. Thành ra cảnh sắc là nó chỉ đi qua mắt thôi. Đó là cái giới hạn của nó chỉ nằm ở chỗ đó. Và các căn khác cũng vậy đó, thì những cái cảnh đó nó bắt buộc nó phải đi trong cái con đường của nó thôi, nó không thể đi khác hết. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào trong cái lỗ ý đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là phong phú. Bởi vì khi đến cái căn thứ 6 là cái lỗ ý đó, đặc biệt nó khác với những cái khác ở chỗ đó. Đây, nó nằm ở cái phần thứ 6 đây. Thì chúng ta thấy là nó từ ý môn, mà cái cảnh của nó là cảnh pháp. Tức là căn của nó là căn ý. Căn ý và cảnh của nó là cảnh pháp. Còn cái kia đó, 5 lỗ kia thì nó đều có tên hết. Mắt thì có cảnh sắc, tai thì có cảnh thinh, mũi thì có cảnh khí, lưỡi thì có cảnh vị, thân thì có cảnh xúc. Thì 5 cái đó nó đi 5 cái con đường, nó không có lộn qua lộn lại, không có trèo tới trèo lui được. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà riêng về cái lỗ ý này đó, thì nó trùm phủ lên hết. Và nó chính là cái ý căn và cái cảnh pháp. Khi nó có một cái sự tiếp xúc với nhau thì thức nó phát sanh. Thức phát sanh này nó gọi là ý thức. Và cái ý này đó, thì khi mà nó mở ra cái cửa của nó, mở cái cửa nó thì chúng ta gọi nó là ý môn. Vì cái cửa này nó rất là đặc biệt. Cửa nó chính là hộ kiếp. Cái này là cái đặc biệt của nó. Trong khi thí dụ như cái nhãn thì nó có nhãn môn, tức là cái cửa ngay con mắt. Nhĩ thì có nhĩ môn, tỷ thì có tỷ môn, lưỡi thì có thiệt môn, và thân thì có thân môn. Nhưng mà riêng về ý môn á, thì cái cửa của nó mở ra lại là hộ kiếp. Vậy thì chúng ta nhớ cái dòng chảy của tâm thức. Khi nó đi như thế này, khi nó sinh ra, cái tâm nó làm tục sinh xong thì bắt đầu đây là hộ kiếp. Hộ kiếp. Như vậy thì cái cảnh thuộc về ý môn đó là nó mở cửa thẳng trực tiếp vào trong cái hộ kiếp. Nó đi vào trong cái hộ kiếp. Như vậy nó nối cực là nhanh, cực kỳ nhanh. Cái kia nó còn qua thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân. Còn cái này đó là nó đi thẳng vào, nó cực nhanh. Nó đi thẳng vào cái hộ kiếp. Như vậy nó, cái lỗi này nè, nó là nó nối giữa cái tiền kiếp và cái hiện kiếp. Nó cực nhanh. Mà cái nối của nó như lần trước ấy, chúng ta có nói rằng là khi mà cái cảnh của nó có 2 loại cảnh. Một cái cảnh mà mình có thể dùng cái chữ là cảnh hiện tại, hoặc là cái cảnh đó nó thuộc về cái năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh. Cảnh của nó đó là 16 sắc tế. Đấy. Và đây là cảnh danh pháp.
Đây là cảnh chế định. Đó là cái cảnh của cái cảnh của lộ ý. Này chúng ta học rồi, hôm nay ôn lại để cho mình hình dung lại thôi. Như vậy là cái này đó, tâm nó gắn liền vào trong tâm, nó đi chặt chẽ rồi nha. Và như vậy chúng ta cũng hiểu rằng tất cả những cái danh pháp này khi mà nó phát sinh á, thì nó không đi ra ngoài cái pháp thiện và bất thiện. Cảnh hiện tại mà nó đưa cái quả tới á, nó cũng chỉ là quả thiện, quả bất thiện thôi. Thì trong cái dòng hộ kiếp này của chúng ta đó, nó trôi chảy như vậy đó, thì cái hộ kiếp này nè, nơi đây đó, trong cái sở hữu tưởng của nó, trong cái sở hữu tưởng thì nó chứa cả hai cái dòng hộ nghiệp, cái dòng nghiệp thiện và bất thiện này, nó nằm trong sở hữu tưởng có đầy đủ. Vậy nó nói là cho nên cái chết nó chỉ là để thay đổi một cái hình thể mới, một cái sắc pháp mới mà thôi. Còn cái dòng hộ kiếp đó nó là liên tục, nó cứ nối tiếp nhau, nó nối tiếp nhau. Và như là chúng ta học trong 14 cái nhân mà tạo nên cái lộ ý, thì chúng ta thấy phần lớn là nó nằm trong cái tưởng, mà cái hồi tưởng phần lớn nó nằm trong đó. Cái thứ hai nữa là nó xuất hiện, nó nằm trong cái sở hữu trí tuệ. Vì cái chỗ này mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà mỗi một cái kiếp sống đó, chúng ta rèn luyện hai thứ. Một cái thứ nó thuộc về cái năng lực, một cái thứ thứ hai nó thuộc về tâm linh. Về tâm linh đó, thì như chúng ta biết là chúng ta đi con đường để tạo cái phước thiện và phước trí mà thôi, thì đó là con đường tâm linh. Chúng ta đi cái phước thiện và cái phước thiện trí, hai cái đó là cái hướng mà chúng ta đi tới. Còn về năng lực đó, cái đời nào cũng vậy, chúng ta sinh ra để thích ứng với cái đời sống và để có cái phước báo trong đời sống, thì chúng ta phải có cái nghề nghiệp. Chúng ta học hành có cái nghề nghiệp và học trong cái nghề nghiệp của mình, học trong cái đời sống để mình có thể giỏi giang và có thể thích ứng. Và cái này là sư cô cũng chỉ nhắc lại thôi, vì không phải chúng ta chỉ có một cái kiếp này, mà cái dòng sống chúng ta trôi chảy như thế này, thì mỗi người đều có một cái năng lực thích ứng trong cái đời sống của mình. Và như vậy nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta đây đều có những cái năng lực tốt, tức là chúng ta có giỏi giang về một cái gì đó. Nhưng cái đời này có người sanh ra đó, thì người ta giống như còn bé, người ta gọi là thần đồng. Lớn lên người ta gọi ra đây là một cái người lỗi lạc. Do cái người này chịu khó, do người này siêng năng, do này người này đó giống như là khơi lại một cái năng lực cũ, rồi giờ làm cho mạnh mẽ hơn lên. Còn có những người đó thì cái đời này nó vụng về đủ thứ hết, học chữ thì cũng không xong, nghề nghiệp phải thích ứng với cái đời sống nó cũng bị vụng về hết. Thì cái đó không phải người đó dở, nhưng vì nó bị ngăn che, do mình thiếu phước mình bị ngăn che. Thiếu phước này là gì? Trong cái đời nào đó mình giỏi giang về một cái nghề gì đó, nhưng mà đến khi người ta tìm tới, người ta thành tâm, người ta học hỏi, mình chỉ người ta xong rồi, mình chỉ quắt méo để cho người ta làm không có thành tựu được, hoặc ta làm nó lệch lạc đi, thì những cái đó là những cái ngăn che. Có những người thì người ta không dạy hết nghề thì khác, còn có cái người ta vẫn dạy nhưng người ta che lại, người ta làm cho cái người này không thể chọc thủng con đường này để mà đi, hoặc là sẽ ngoắt qua ngoắt lại rồi làm nó không có thành công, bị ngăn che vậy. Không có hết lòng, không có cởi mở. Thường đó, trong cái đời sống người ta vì cái lợi nhuận mà người ta không bao giờ hết lòng với cái người muốn học nghề cả. Thì cái chuyện đó, trong cái thực tế đời sống đó,
thì có lẽ người ta phải giải quyết như thế thôi. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, mà chúng ta phải hiểu thế này là cái nghề của chúng ta đến một cái mức độ này là coi như mình giỏi trong cái nghề đó. Nhưng nếu mình mở ra đó mà mình dạy cho người ta hết lòng, mình truyền thụ người ta đó, thì cái này nó nâng lên. Nó lạ như thế. Tại vì sao? Là vì trong cái lộ ý của chúng ta đó, cái năng lực của lộ ý chúng ta nó có thể thấu biết cực kỳ sâu xa. Và cái chân trời này nó chỉ mở ra đó là khi chúng ta có cái lòng tốt, chúng ta có cái từ bi, chúng ta có một cái tấm lòng, chúng ta san sẻ cởi mở ra. Vậy nên nó sẽ mở ra. Nó chưa tới cái đỉnh. Cho nên mình giỏi nhất trong cái phạm vi này, mình đừng nghĩ là mình đã đạt tới cái đỉnh. Chưa tới cái đỉnh. Mình chỉ là trong cái bếp này đó, là cái mức độ của mình ở mức độ A đây. Nhưng nếu mình đào luyện người khác, hoặc là cái người khác tìm đến để học hỏi thì mình sẵn sàng chỉ hết. Dẫu cho người này sau này ra mở tiệm mà làm mình sụp tiệm cũng không sao. Nói cái này thì trong cái đời sống thường ta không chấp nhận được. Mình chỉ nghề cho học trò rồi xong, sau đó là học trò nó ra làm, thì cuối cùng mình chết đói thì cái chuyện đó không ai chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, thì cái chuyện mà mình sập tiệm đó, do cái phước mình tới đó là nó xong rồi đấy. Nó sập tiệm, nhưng nó trùng khớp với cái chuyện là có một cái nhân nó phát sanh, là cái người này ra nó mở tiệm, nó làm ăn nó tốt đẹp hơn chẳng hạn vậy đó. Thì mình lại hai cái đó mình phối hợp nó lại, mình nói như vậy. Và có những người ta ra đó, không phải ta làm vậy mà ta còn phản thầy luôn. Tức là nói là hồi tôi đến tôi học cái người đó, người đó làm bậy bạ vậy. Nó cũng có cái đó chứ không phải không. Nhưng mà cái đó là nhân quả mà, nhân quả với nhau mà. Cho nên người ta rút kinh nghiệm trong cái đời sống đó, người ta không có dạy ai hết lòng cả. Tới một cái điểm nào đó thì người ta ngừng lại để mình là cái người thầy á, thì nó phải trên học trọn bậc. Thì cái người tốt là người ta làm vậy. Còn cái người người ta trớ trêu á, thì người ta dạy, nhưng người ta quanh co, người ta dạy rồi người ta quanh co, người ta dạy rồi người ta quanh co. Thì cái quanh co đó nó làm cho mình khi mình tái sanh lại mình bị ngăn che lại. Hoặc là đó mình giỏi nhưng mà mình tàn hại người ta để cho mình vươn lên, thì nó cũng sẽ bóp nghẹt những cái năng lực của mình. Cho nên cái người mà đời này sanh ra mà vụng về, học cũng không có nó được, làm cũng không được, đụng đâu vụng về đó, phải kiên trì đó, học hỏi lặp đi lặp lại, sám hối. Và tất cả những cái gì mà mình làm để ngăn che ngày người khác, để ngày hôm nay đó cái gì mình cũng vụng về hết á, thì mình xin sám hối và mình cố gắng tái lập lại. Chúng ta hiểu cái hoạt động của sở hữu tưởng là như thế này đây. Khi cái sở hữu tưởng á, mà nó như một cái camera, nó ghi nhận lại, thì nó ghi nhận lại thành cái kho tàng. Những cái đó nó lặp đi lặp lại, mỗi lần nó có khác chút nhưng lặp đi lặp lại. Và cái lặp đi lặp lại này mà nó, khi mà cái độ chính xác của nó, cái độ ghi nhận chính xác của nó, thì nó như một cái vết hằn, và nó làm thành một cái thứ mà chúng ta gọi nó là một cái kinh nghiệm, để khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái thực tế hiện tiền đây thì nó câu thông lại, thì những cái kinh nghiệm này nó trỗi lên, nó có thể nối kết được, nó làm cho cái người này đã không làm thì thôi, mà càng làm đi sâu vào trong thì càng thấy mình có nhiều cái sáng kiến, nhiều cái cách thức mà nó nảy sinh ở trong tâm của mình. Thật sự đây đó là những cái năng lực này đó mình đã có từ trong vô lượng kiếp rồi, đã nhiều kiếp mình giỏi giang cái này rồi. Bây giờ mình nói là
Cái khi mình bị ngăn gian như vậy đó, mình sám hối. Mình sám hối xong rồi đó là coi như mình chịu khó. Sư cô có gặp một cái người thầy thuốc. Người này rất tốt, làm từ thiện rất là nhiều, học giỏi nữa. Nhưng mà có điều lạ nè, cái khi mà cô đặt tay và cô bắt mạch cho người ta, cô này là bác sĩ Đông Tây Y, khi bắt mạch cho người ta và khi đặt ống nghe đó thì nó lệch ra. Học thì học giỏi, cái tấm lòng thì rất là tốt, nhưng mà khi bắt cái mạch rồi khi đặt ống nghe rồi đó là ghi là lệch hết, mọi thứ cũng lệch luôn. Cho nên nhìn thấy cái người đó là mình biết là cái phước của người ta nó bị ngăn che. Cho nên đời này đó, tuy học cả hai ngành Đông Tây Y và bạn học trong lớp đó, đều khen tặng rằng đây là cái người học giỏi, nhưng mà khi ra hành xử thì không có làm việc được. Cũng có một cái vị đó cũng học xong tiến sĩ rồi, về Phật học về, người ta sắp xếp cho để đi giảng. Mà khi vào lúc mà tụng kinh xong, niệm Phật xong đó, thì cái người này đứng không có biết nói cái gì hết. Rồi đứng chập rồi xách cặp đi về luôn, không thể giảng được. Tất cả những cái đó để chúng ta biết rằng trong cái hạnh bố thí của mình, không phải chỉ mình bố thí về vấn đề tiền bạc, không phải là thức ăn, không phải là đồ dùng, không phải tất cả mọi thứ, mà đứng về cái mặt tâm, tất cả những gì mình có thể thuộc về cái năng lượng mà nó tạo nên cái phước thiện đó, thì cái gì có thể san sẻ cho người ta hãy hết lòng. Còn cái chuyện người ta có trung thành với mình hay không, người ta phản bội hay không, đó là việc thứ hai. Việc thứ hai nó nằm trong cái nhân quả, nhân quả mà nó đi từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ. Còn cái mà mình hết lòng với người ta đó, là cái mình gieo cái nhân lành. Là bởi vì mình không muốn, trên cái đường mà mình luân hồi đi tái sanh đó, mình không muốn những cái năng lực tốt của mình bị ngăn chặn. Cho nên mình giấu nghề, mình làm cho lệch lạc, mình không hết lòng hết dạ để mình giúp, thì cái đó là rất khó cho mình. Cho nên chúng ta nói hai cái chuyện, một cái chuyện về đời và một cái chuyện về tâm linh. Cái chuyện về đời thì ta dừng ở đây, để ta giữ một cái khoảng cách như thế, để mà cái người mà đến học với mình đó, người ta không có giống như là lấy hết bài bản của thầy rồi thì bây giờ trở mặt dễ dàng, người ta không chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà cái người thầy có nhiều cách để nhận ra rằng đó là cái người mà đến học với mình đây đó là cái người như thế nào, để mình có thể nói hết hay chừa lại một chút. Còn cái chuyện quanh co thì chớ nên là, bởi vì đến học thì biết chứ, nó chỉ mà mắt lúc đầu thôi, chứ còn trong thực tế thì sẽ biết được. Cái tâm nguyện của mình á, cái gì mình làm được thì mình san sẻ cho người khác, để người ta đóng góp vào trong cái đời sống của người ta. Trước là người ta làm cho cái năng lực của người ta có thể tăng trưởng lên, rồi sau đó là cái đóng góp trong xã hội, thì cái đó là cái bố thí, cái đó là cái hạnh phục vụ. Cho nên là cái đó là cái phước lành, cái đó là một trong những cái mà nó thuộc về cái ba la mật của mình. Cho nên chúng ta nhớ như vậy để làm chi? Để trên con đường tu cũng như là trên con đường đời đó, những cái gì chúng ta còn kém, những gì ta vụng về đó, thì chúng ta phải cố gắng hết sức, chúng ta phải siêng năng chăm chỉ và chúng ta phải sám hối. Bây giờ tất cả sự chăm chỉ của chúng ta nó giống như là bây giờ một cái hộp mà nó đã khích chặt rồi, không có cách nào mở ra đó, thì chúng ta phải mài. Chúng ta cứ mài hoài, cho nên khi nó mòn, nó sẽ bung cái nắp hộp này. Bởi vì cái sở hữu mà nó gọi là cái sở hữu cần đó, tức là mình chuyên cần đó, tức là siêng năng đó, thì tất cả những cái đó nó là cái hạnh lành. Nó là cái hạnh lành. Cho nên cái người nào mà cái tánh tình siêng năng,
thấy việc là làm, không cần nghĩ việc đó là của ai, việc đó là như thế nào. Chăm chỉ siêng năng làm việc đó là cái phước báu mà không phải một đời người ta có được. Tại vì phần lớn á, trong cái bản chất của con người ở cõi dục đó, thì bao giờ cũng vậy, muốn làm ít mà hưởng nhiều. Bao giờ cũng có sự nhu nhớn, bao giờ cũng có sự giải đãi. Bởi vì trong cái pháp á, thì khi mà cái người nó mê mờ, nó không có sáng suốt á, thì nó có cái phóng vật đây, cho nên nó giải đãi. Còn cái người mà ta hiểu biết, ta có trí tuệ đó, người ta hiểu rằng là những cái việc mình làm đây đó, mình chăm chỉ siêng năng là để rèn cái hạnh lành của mình. Còn cái người mà nó thiểu trí á, thì nó nói là ngu gì mà làm mấy cái việc để cho người khác. Vậy cái tính toán, nó so đo, nó tính toán, và nó nghĩ rằng là tại sao mình phải chịu cực cái gì, đi chơi đi nghỉ sướng hơn là phải làm. Thưa quý vị, đó là cái tiếng nói của cái tâm tham thọ dục nó đang khởi lên trong tâm. Còn cái hạnh lành nó khởi lên á, thì nó sẽ nói gì? Thôi kệ nó, ai không làm là mình làm thấy nó sạch cũng vui rồi, mình làm thấy nó gọn cũng vui rồi, mà mình làm được cái việc này nè, mình thấy nó vui rồi. Cái người mà vui trong cái việc làm của mình và hiểu rằng đó, tất cả những cái gì mà mình chịu khó mình làm đây đều mục đích mình rèn luyện cái hạnh lành của mình, để cho nhiều đời nhiều kiếp ở đây là cái phước báo. Vì quý vị nhớ rằng đó, chúng ta đi vào con đường tâm linh mà chúng ta tu tập đó, là nó nằm ở cái hạnh này, nó nằm vào cái sự chuyên cần này. Nghe thấy không? Hành thiền đó, để ý hơi thở vào ra, để ý sự suy nghĩ của mình, để ý cảm thọ mình, vân vân, tất cả những cái đó quá dễ, ai cũng biết cả. Nhưng mà nó hơn nhau ở chỗ đó, có chuyên cần hay không. Và cái này không ai cho mình hết, không ai cho mình hết. Vậy quý vị đọc truyện, quý vị xem phim thì quý vị thấy đó, những cái bà bệnh phụ phu nhân trong cái dòng dõi quý tộc, có những cái người cái hạnh hết sức là hay. Và cái người mệnh phụ phu nhân nào đó mà cai quản những cái tôi tớ ở trong nhà, cai quản tất cả mọi việc trong nhà đó chu đáo vén khéo, mà trên tay đó lúc nào cũng có cái gì để làm, nghĩa là người này thêu thùa hay là may vá gì đó, thì hễ xong cái việc rồi là ngồi vào cái chỗ đó để mà chú tâm vào cái chuyện thêu thùa may vá. Thì những cái bà quý tộc này, những mệnh phụ phu nhân này bao giờ cũng là những người phụ nữ hiền đức, và để lại cái tấm gương sáng trong cái hàng quý tộc và trong cái gia tộc của người ta. Còn nếu những mệnh phụ phu nhân mà không có cái hạnh lành này đó, thì đều đi vào cái con đường của sự thỏa hưởng mà thôi. Và đi kèm với nó là cái sự băng hoại ở mức độ nào, thì chúng ta đã thấy cái sự trụy lạc trong cái giới quý tộc nằm ở cái chỗ này, xuất gia cũng nằm trong cái chỗ này, mà tu, đặc biệt là tu thiền, nằm ở cái chỗ này. Còn không, nó đi theo phong trào, nó đi theo nước lớn, đi theo nước rồng, chứ còn nó không có cái hạnh này. Khi mà mình nhìn thấy, mình nói chung thôi nha, nhìn thấy cái người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ Tây Tạng, người phụ nữ ở Tích Lan, ở Miến Điện, nói những cái nước đó trước, thì nó có cái điểm giống nhau đó, là hầu hết những người phụ nữ này rất là chịu khó, rất là chuyên cần, rất là siêng năng, đảm đang, tháo vát và chu đáo vô cùng. Người phụ nữ Ấn Độ đó thì cái con số đó không có nhiều. Trong cái thực tế khi mình tiếp xúc rồi là mình thấy, cho nên đây là cái phước báo. Mặc dù những cái đất nước này đó sinh ra nó không có được phát triển, nhưng như chúng ta biết rằng đó, không phải tất cả những cái cảnh khổ đều là sự đọa lạc, không phải. Ta nói là dí phỏng đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai.
Cho nên tất cả những cái cây đại thụ mà nó mọc trên cái triền núi đó thì cái sức sống nó cực kỳ mãnh liệt. Và chúng ta sinh ra trong một cái đất nước có nhiều cái khó khăn, chiến tranh, thất học, đủ cả một những cái thứ mà coi như là nhập nhằng trong cái đời sống này hết, mà trụ được, mà vững chãi được, mà hành được cái hạnh lành. Bởi vì trong cái lò rèn đó mà mình trui được rồi đó, thì một cái kiếp sống mình được hoàn thiện. Cho nên cái khổ nó chỉ dùi dập những ai mà có cái khuynh hướng hưởng thụ nhiều mà thôi. Còn cái khổ luôn luôn trui rèn cho những con người có nghị lực, có một cái định hướng vững chãi và sáng chói ở trong tâm, thì tất cả những cái đó tài bồi cho người ta. Còn có những người đó không có cái định hướng mạnh mẽ trong tâm đó, thì họ vẫn đạt được cái hạnh này, nhưng mà họ bù đắp lại đó, họ bệnh trong tâm, đau khổ, phiền não, vì phải cam chịu quá nhiều, không có giải được cái nghịch cảnh của mình. Cho nên một mặt thì có cái nghị lực vươn lên, có cái chịu đựng, có cái chinh phục được cái hoàn cảnh, cần cù nhẫn nại, chịu khó, hy sinh, vượt qua hết. Nhưng mà nó giống như một cái cây đại thụ lớn như thế này, nhưng mà bên trong đó nó bị rỗng rượt do nó bệnh ở trong tâm. Cho nên người này rồi sẽ thành tựu trong cái đời sống do cái hạnh lành đó, nhưng mà cái đau khổ này đó nó đi suốt trong cái cuộc đời này và nó đi trong những kiếp khác. Cho nên khi chúng ta có giáo pháp ở trong tâm của mình có tam bảo, có chánh pháp trong cái đời sống mình đó, thì mình hiểu rằng nếu mình đủ nghị lực, đủ những cái đức tính của một cái người chuyên cần chịu khó, thì cái đó mình phải đi vào cái con đường nói với mình rằng tất cả những cái này là thử thách để mình rèn luyện cái hạnh lành của mình, để mình tạo dựng cái phước báo của mình, thì cái phiền não nó khởi sanh lên rồi nó phải ra đi. Còn nếu không, nó sẽ đeo đẳng trong cái đời sống nội tâm của mình. Ta thấy như vậy. Cho nên cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, nó nằm ở cái chỗ chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu biết. Cho nên bây giờ nếu chúng ta đây vụng về, chúng ta đây không có giỏi giang, chúng ta không nên buồn về cái điều đó. Mà chúng ta nói với mình đó, hãy làm cái điều lành, hãy cố gắng hơn, hãy chuyên cần hơn, hãy nhẫn nại hơn, hãy siêng năng hơn, hãy chịu khó lặp đi lặp lại cái gì mình không biết, lặp đi lặp lại hoài. Và cũng trong lớp này sư cô cũng đã nói rằng đó, là không có bao giờ nói rằng là vì tôi già quá cho nên là tôi quên, tôi già quá tôi lú lẫn. Cái sự thật cái người già mà quên á, người già là lú lẫn là bởi vì cái hệ thống máu huyết nó đưa lên não nó chậm, nó không đầy đủ, thì cái đó nó bệnh về thân, chúng ta phải xem xét lại. Còn đứng về mặt tâm á, thì khi chúng ta muốn ghi nhận cái gì đó là chúng ta phải lặp đi lặp lại chính xác, lặp đi lặp lại chính xác, rồi chúng ta đã có thể rèn luyện dễ dàng, không có gì khó khăn. Cái bệnh về thân thì chúng ta phải xử lý về thân, uống thuốc, massage, tất cả những động tác tập luyện vân vân, thì chúng ta đây đó sẽ có thể làm cho cái bộ não chúng ta làm việc tốt. Và cái này cũng nói rõ thêm nữa đó, là khi mà chúng ta học về cái lộ ý thì chúng ta thấy là những cái nguyên nhân mà nó có thể làm cho cái lộ ý của mình đó, khi nó diễn ra nó không có phải như là của mình, là bởi vì cũng có những cái chúng sinh khác xâm nhập vào, nó xâm nhập vào. Có những người nó bị ám suốt đời, mình vừa thấy cái đó mình nghĩ đó, định làm cái nó ám một cái nó quên không nhớ. Thành ra những cái đó là những cái mà khi mình tạo phước đó, cái lúc mình hồi hướng đó, phải hồi hướng cho tất cả những chúng sinh ở trong thân và ngoài thân của cô, cầu cho tất cả chư vị đó thọ nhận cái phước báo này mà được siêu sanh tịnh độ.
tất cả những cái lỗi lầm gì mà con đã gây ra đó thì cho con xin được sám hối, được xin lỗi. Cho nên cái câu mà sám hối ngắn gọn mà trong cái bài kinh nhỏ sư cô gửi đến cho cả lớp đó, thì trong đó nó có cái bài ngắn mà nó sám hối, mà cái tên của nó để là từ bi quán đó. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Cho nên quý vị thấy cái lỗi ý khi mà nó hoạt động đó, cái tầm hoạt động của nó không những rộng lớn mà rất là sâu, mà nó cực kỳ mạnh mẽ. Thì cái lỗi ý này nó đi từ trong cái dục giới, nó đi đến sắc giới, đi vô sắc giới, và nó đi vào trong cái cả cái siêu thế này đây. Cho nên là chúng ta thấy cái nhìn của đấng toàn giác là cái người mà chỉ có tuệ giác mà thôi, thì không có một cái gì nhầm lẫn, cái gì mơ hồ. Vì vậy chúng ta sẽ thấy đó là năng lực của tâm, năng lực của lỗi ý, mà nơi đó trí tuệ là đứng hàng đầu. Còn khi chúng ta đây đó, chúng ta không có phải là một vị Phật, là bởi vì chúng ta còn bị những cái dòng nghiệp này nó chi phối đó. Chúng ta còn bị cản trở, bị ngăn che rất là nhiều do những cái lỗi lầm từ vô lượng kiếp nó đi trong cái đời sống chúng ta cho tới bây giờ, cho nên chúng ta bị ngăn che. Và những cái ngăn che trong cái hiện kiếp này đó là ở cái chỗ đó, là khi nào chúng ta thấy nơi chúng ta nó có một cái khuynh hướng mà hưởng thụ nhiều, mà cái sự chịu khó, cái sự kiên trì nó kém xuống, thì chúng ta phải hiểu đây là ngăn che, hoặc là làm không đúng. Ví dụ như mình đi vào trong cái thiện viện là coi như mình rất là nhiệt tâm và rất là siêng năng, rất là quan hỷ để hành trì, cố gắng hết mức. Nhưng có khi về một cái thời gian đó thì nó ngán, không làm được. Thì cái đó là do mình có cái lệch lạc, mình đã ép mình quá mức, mà mình không biết thiền đó, cái chánh niệm nó chỉ khởi sanh được khi cái tâm mình thư giãn thoải mái. Nó chỉ khởi sanh được khi cái tâm chúng ta đó nó nằm trong cái trạng thái đầu tiên là thiện, thì cái thiện trí này nó mới khởi sanh được. Bởi vì cái chánh niệm đây nó nằm trong thiện đây, và chánh niệm tỉnh giác nó phải là có niệm và có trí tuệ đây, cho nên nó trên cái nền thiện và thiện trí. Còn bây giờ khi mình trở về cái đời sống cuốn hút mình nhiều thứ hết á, thì cái khuynh hướng mà coi như là xả hơi, cái khuynh hướng mà của cái người ở cõi dục đó là hưởng thụ chút, thì chính những cái đó nó làm trì trệ xuống và nó ngăn chị. Cho nên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cái đời sống chúng ta đó, cái lộ ý của chúng ta đó không phải lúc nào nó cũng rạng rỡ lên được. Mặc dầu nó hoạt động thường xuyên nhưng nó không phải rạng rỡ, mà nó bị một cái lớp sương mù nó che. Khi chúng ta làm việc mệt mỏi quá sức nó vẫn che. Khi chúng ta phiền não nó che. Khi chúng ta mong muốn nhiều quá nó che. Khi chúng ta hiểu sai lầm nó che. Mở ra rất là ít mà che lại rất là nhiều. Cho nên á, là tập chánh niệm, gọi là chánh niệm hiệp thế. Chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta đều ý thức rõ, ý thức rõ về tứ đại đang hoạt động, hoặc chúng ta ý thức rõ về tâm đang hoạt động, tâm và những trạng thái tâm hoạt động, thì chỉ có cái điều đó nó làm cho cái thiện trí của chúng ta đó dễ dàng khởi sanh nhất. Nó làm cho đó những cái việc hàng ngày chúng ta làm, chúng ta sinh hoạt đây đó, là cái pháp thiện nó càng thêm mạnh mẽ. Nói như vậy để chúng ta thấy cái tầm của lỗi ý nó đi
đi từ thấp lên tới trời. Với cái lỗ ý này đó, nó hoạt động trong cả cái thế giới của những chúng sinh ở cõi khổ, súc sanh, quỷ khổ, Atula. Và nó cũng nằm trong những cái chúng sanh trong địa ngục. Nhưng mà trong địa ngục chúng ta ít nói tới, là bởi vì trong địa ngục đó là cái đèn đó không có cách gì mà nó có thể tỏa ra được cái ánh sáng mờ mờ cả, nó che, nó tối, nó trùm luôn, giống như là không còn cái đèn đó nữa. Nó vẫn còn cái đèn, nhưng mà nó trùm lại cho đến nỗi mà không còn cái gì hết. Và như vậy là người ta phải ở trong địa ngục. Cho nên khi cái ác nghiệp mà nó khởi sanh lên đó, là cái trí tuệ về tâm linh của người ta bị trùm mình. Và cái thời khắc đó, cái ác nghiệp người ta tạo ra, thì cái khi người ta rơi xuống cái cảnh tâm tối đó, thì lúc đó là cái trạng thái tâm trùm mền, nó sẽ sống trong thế giới của trùm mền, đó là thế giới của địa ngục. Và những chúng sinh mà cái trí tuệ nó bị trùm mền như vậy đó, là khi nó ở chung trong cái thế giới đó, thì trong cái tối đen như thế này, thì nó quờ quạng như thế, thì cái chuyện nó đúng là quý vị thấy quá ít, mà cái chuyện sai thì nó rất nhiều. Cái chuyện mà người ta làm thương tổn nhau đó, thì cái chuyện nó không có cái gì để mà nói là không có cả. Và những cái trạng thái này á, nó sẽ khởi lên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta hằng ngày, chứ không phải không có. Và chúng ta hãy kiểm tra lại đi, và chúng ta sẽ thấy rằng những cái đó nó, chúng ta nên giải mã nó, nên cho nó đi qua, hay là chúng ta nên duy trì lại, chúng ta nên kéo dài ra. Thì cái đó là do nhờ cái trí văn mà chúng ta biết được, do nhờ cái trí tu mà chúng ta sẽ cảm nhận cái sự có mặt của nó làm u ám cái đời sống nội tâm của chúng ta ra sao, và nó làm trì trệ cho cái sắc thân này bao nhiêu, thì chúng ta cảm nhận được việc không thể không cảm nhận được. Và khi cảm nhận vậy, khi thấy biết như vậy, còn cái khi mà chúng ta đây đó, những cái pháp thiện và thiện trí khởi sanh lên, thì cả thân tâm chúng ta nhẹ nhàng ra sao chúng ta biết. Như vậy chúng ta chọn lựa. Cho nên cái lộ ý này đây, lộ ý mong này, nó trùm khắp đó. Và nó nối dài, nó nối dài một cái dòng sống từ vô lượng kiếp cho tới cái hiện kiếp này. Và như vậy cái dòng tâm thức này đó, nó như một cái dòng sông mà nó chảy qua một cái khúc, một cái đoạn này. Trước đó mình không biết được, nhưng mà khi nó chảy trong cái đời sống này nè, chúng ta đã để cái gì rơi xuống đây thì chúng ta biết được. Chúng ta làm cho cái dòng nước này trong, hay chúng ta bỏ những cái xác chết xuống đây thì chúng ta biết. Chúng ta làm ô nhiễm cái dòng sông này chúng ta biết. Cho nên mới nói cái đời sống chúng ta, cái lý tưởng cao cả nhất của cuộc đời của mình á, là hãy hoàn thiện một kiếp sống này. Hoàn thiện một kiếp sống này tức là chúng ta làm tốt đẹp hai thứ, là chúng ta làm tốt đẹp cái đời sống tâm linh của chúng ta bằng phước thiện và phước trí. Và cái thứ hai, chúng ta đây phải sống một cái thực tế trong cái cuộc đời này, thì chúng ta phải có công ăn việc làm, chúng ta phải có một cái gì đó để tạo dựng đích thực cái đời sống của chúng ta, thì đó là cái công ăn việc làm, cái nghề nghiệp của mình đó, là phải nuôi thân chánh mạng. Và tất cả những cái việc mà chúng ta làm sinh sống đây đó là với cái mục đích phục vụ, với cái mục đích là rèn luyện cái hạnh lành cho mình. Chúng ta đi học cũng vậy, chúng ta chuyên cần. Nó có hai cái để chúng ta hướng tới. Cái chuyên cần này là nhiều khi mình muốn học cho giỏi để mình lấy cái bằng cấp đi ra sinh sống, thì đó cũng tốt, không có cái gì sai chỗ đó hết, tốt. Nhưng mà nó có một cái mục đích về tâm linh cao hơn. Bởi vì thực tế trong đời sống nó do cái phước báu của mình đó. Có khi mình học rất là giỏi, rất là chuyên cần, nhưng cái đường khoa bảng nó không tốt. Rồi sau con đường khoa bảng đó là cái con đường mà của cái thực tế công ăn việc làm đó, có khi không đủ phước cũng không tốt. Sư cô đã gặp một cái người đó là tốt nghiệp tiến sĩ, cho tới bây giờ thì già rồi, hưu trí rồi, mà đó là trong đời ổng mà nếu tổng cộng là đi làm á, thì chắc tính ra chắc cũng được khoảng 2 năm
Nhưng mà mỗi lần đi làm vậy là khoảng chừng 2-3 tháng là mất việc. Mà cái người mình gặp cái người đó mình thấy rất là quý rồi, bởi vì người ta rất là giỏi mà, người ta rất là đàng hoàng, đạo đức không có một cái gì để chê trách cả. Nhưng mà cái phước nó không có làm sao. Thành ra nó sẽ đi những cái chặng đường của nó. Nên cái chặng đường đầu tiên đó, mình tác ý, mình học cho đàng hoàng, học cho giỏi, đó là cái phước của mình đó đã. Cái thứ hai mình phải nói với mình đó, đây là rèn luyện một cái hạnh lành. Đã không làm cái gì thôi, mà đã làm thì phải chu đáo, đã làm thì phải có trách nhiệm. Đó là cái hạnh lành. Cái này nó thuộc về cái phước tâm linh, nó sẽ đi với chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, và nó sẽ cứu chúng ta đó ra khỏi tất cả những sự lâm nguy và ách tắc, là do chúng ta nói với chính mình hãy cố gắng đi, hãy làm việc đi, rèn luyện cho mình một cái khả năng làm việc đàng hoàng, chu đáo, trách nhiệm. Không phải vì tiền nhiều, không phải vì lời khen, không phải vì được người ta biết, nhưng vì đây là hoàn thiện trong một cái kiếp sống của mình. Cái dòng tâm thức chảy qua nơi cái sắc thân này, trong một cái kiếp này, cái dòng sống này phải làm cái dòng trọng, phải làm cái dòng sáng. Và mình có trách nhiệm để làm cho nó tốt đẹp này. Và cái trách nhiệm đó nằm trong ý ở trong, nó trong lộ ý của mình. Cho nên cái lộ ý này á, nó có mặt và nó hoạt động thường trực và rất là sâu rộng trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng sinh. Dẫu những chúng sinh này ở trong cõi khổ nó vẫn hoạt động. Cho nên chúng ta thấy cái loài vật đó, có những con vật nó thông minh, nói mà nói đừng buồn chứ có những con vật nó thông minh hơn mình đấy. Vì nó khéo léo hơn mình nữa. Bởi vì nó cũng là con người. Và trong kinh nói đó là những hạng người khổ. Còn chúng ta con người đó, thì kinh nói rằng là chúng ta là hạng người nửa lạc nửa khổ. Nửa lạc nửa khổ. Còn tất cả những cái súc sinh, ngạ quỷ, Atula là những cái chúng sinh khổ. Là bởi vì những chúng sinh sinh ra trong cái cảnh đó thì cái ngọn đèn trí tuệ đã che tối rồi không có. Rồi chúng ta sẽ học tới đó, chúng ta thấy những cái hạng người đó trong tâm có cái gì. Nhưng mà rất là hay là có những cái con vật đó, cái năng lực của nó trong cái thân xúc sinh của nó, cái năng lực của nó tốt, làm việc rất giỏi. Và những cái phước thiện trong cái đời nó, hoặc là phước trí nó đã từng đi qua, thì bây giờ nó tái trở lại. Nó tái trở lại rất tốt. Và nhờ những cái đó thì nó khôi phục lại những đó, nó mới có thể siêu thoát được. Tức là nó bỏ cái thân mạng mà súc sinh ở đây rồi, nó có thể làm người và làm chư thiên. Còn chúng ta có cái phước sinh ra làm người, nhưng mà chúng ta không có được phục hồi tất cả những cái hạnh lành của mình đó, uổng vô cùng. Và cái hạnh lành này đó ai cũng có hết, bởi vì ai cũng phải làm việc để sinh sống, ai cũng muốn nỗ lực để mình thành công ở đời. Nhưng người ta đã định hướng nó vào trong cái tiền, cái danh lợi. Người ta không định hướng về tâm linh là cái việc này tôi làm, cái chánh yếu của tôi là rèn luyện cái hạnh lành cho tôi. Còn tất cả những thứ khác đi theo sau đó, đi theo sau đó vì chúng ta đã khẳng định và đã thấy rõ rằng tất cả những gì chúng ta làm tốt, nhưng mà cái kết quả của nó tốt hay không còn phải chờ vào phước báo. Nhưng mà những gì chúng ta làm tốt là phước báo của chúng ta đã gieo xuống những cái hạt giống lành rồi, điều này chắc chắn. Cho nên là quả nghiệp nó trổ xanh mình không biết được. Mình như người làm nông vậy đó, trồng cái cây lúa xuống, trồng cái cây ăn trái xuống, thì đem hết cái khả năng hiểu biết của mình cũng như cái năng lực của mình để mà gieo trồng xuống, và nắng che mưa đậy, rồi biết là mình làm tốt nhất rồi.
Nhưng đâu có biết ngày mai đó mưa đá xuống, ngày mốt tuyết rơi xuống, bữa kia gió bão, bữa nọ ngập lụt, không biết được. Chuyện đó là phước báu mà. Nhưng cái mình nắm chắc cái phước báu trong tay đó là mình đã làm đàng hoàng, mình đã làm chu đáo, mình đã làm đầy đủ, mình làm với tất cả tâm lòng, như đủ rồi. Cho nên cái tham dục của mình đó là ở chỗ đó, mình luôn luôn đòi cái kết quả tương xứng, hoặc cái kết quả đó lớn hơn cái công sức của mình. Cái chỗ này là cái chỗ đem đến sự đau khổ. Còn cái mà xác định rằng tất cả những việc làm đàng hoàng tử tế có trách nhiệm mình đây là để mình rèn luyện cái hạnh lành của mình, và mình gieo xuống cái nhân lành này, đây là nguồn hạnh phúc đích thực của mình. Cũng như khi mà chúng ta sống chung với bất cứ ai, ta sống đối xử tốt đàng hoàng với người đó, còn cái chuyện người ta phản cách mình, cái chuyện người ta làm ngược lại tất cả mọi thứ để cho mình đau khổ, đó là chuyện của người ta. Còn mình mà lấy cái đó làm đau khổ là bởi vì đó là mình làm có cái mục đích là đòi hỏi một cái sự tương xứng trở lại. Còn khi mình làm vì cái việc đó mình phải làm, cái đó là cái hạnh lành của mình phải làm, cái đó là cái hoàn thiện trong cái đời sống tâm linh của mình phải làm, thì cái chuyện mà người ta đó làm cho cái mọi cái việc làm của mình nó trở nên mà bị ách tắc, bị chướng ngại, cũng như là bão, như là mưa đá, như là tuyết rơi, như là ngập lụt, thì cái chuyện đó làm sao mà mình có thể biết được? Làm sao mình có thể đòi hỏi rằng ngày mai là trời đừng có mưa? Mình đâu không có nói vậy được. Chuyện mưa là cái chuyện của đất trời. Còn cái chuyện mà gieo trồng để mình có cái sự sống là chuyện của mình. Cho nên đời sống tâm linh mình phải gieo xuống tất cả những cái tốt đẹp. Còn tất cả những cái dông bão của cuộc đời, đó là những cái quả bất thiện mình đã gieo từ nhiều kiếp nay không thể dừng lại. Nhưng mình dừng lại được cái gì? Mình dừng lại ở cái chỗ là mình lại khóc than, mình lại đổ lỗi, mình lại kêu trời trách đất, thì cái chỗ đó dừng lại được. Dừng lại được. Cho nên sư cô luôn nói thế này. Cái người nông dân đó, người ta có một cái suy nghĩ về cái đời sống mà rất là có phước báo. Bây giờ ở miền Tây đó, đùng một cái nước mặn nó lên, cái là tất cả những cái vườn cây ăn trái là nó chết đứng như thế này. Đang có trái như thế này, nó chết đứng sững như thế này. Và đất không có cách gì làm được. Cái nước mặn nó tràn vào đó. Chứ đừng nói chi mà vấn đề bạo lực, nó chết đứng rồi. Thì bây giờ hỏi chứ, bây giờ cả một cái gia đình của mình mà bây giờ nó có mấy cái mẫu vườn như thế, mà bây giờ nó chết đứng như thế này, thì quý vị thấy làm sao? Bây giờ không lẽ mà tất cả đều ra ngoài đó để mà đập đầu vô mấy cái cây để mà khóc lóc, để mà than thở không? Nhưng người ta sẽ ngồi với nhau, người ta bàn. Bây giờ đó là làm cái gì để ngày mai có tiền đi chợ, ngày mốt có tiền đi chợ, có tiền để mà mua gạo mà ăn đây, rồi phải làm cái gì? Thì cái chuyện đầu tiên người ta ra, tất cả những cây chết là phải đốn đi, làm củi, hoặc bán được là bán, lấy cái tiền đó mới mua hạt giống về. Đất nó không làm được, bây giờ người ta dùng những cái cây, người ta đóng lên những cái sàn ở trên. Rồi bây giờ đó là đi kiếm cái đất tốt ở ngoài, cái những cái chỗ nào đó chở về, rồi rải lên trên đó, rồi mới trồng rau, mới là sống. Còn trong khi đó là những cái con người mà nó bon chen ở nơi thành phố, nơi phố thị, là những cái nơi mà cái đầu óc người ta phải ranh mảnh, phải ma quái á, thì người ta mới thành công. Còn cái người chân chính á, có mặt ít lắm, có mặt rồi cũng nản lòng thôi. Thì những người đó, cái khi mà dông bão cuộc đời tới đó, người ta chỉ có cái phát súng trong đầu là xong, mà ta hủy hoại cái đời sống tâm linh vì chút tài sản đó.
cái tài sản mà người ta gọi là tài sản của sự thặng dư. Tất cả những người tham gian mà giàu có quá mức đó, là những kẻ điên rồ phục vụ cho sự thặng dư. Bây giờ mình mỗi ngày có đủ cái đời sống của mình rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà người ta có tới cả 100.000 tỷ trong tay chẳng hạn, thì cái đó xài sao? Người ta cứ lấn tới thế là người ta điên rồ trong cái sự thặng dư đó mà thôi. Người ta không hiểu rằng sự thặng dư lớn chừng nào thì cái tổn phước nhiều chừng đó. Bởi vì nó làm nên cái sự mất cân đối, sự bất bình đẳng trong cái đời sống xã hội. Kẻ ăn không hết mà người lần không ra. Mình giữ cái tài sản đó để mà mình nằm chết trên cái đống vàng bạc đó, và nhìn thấy người ta chết đói bởi vì mình quá giỏi để hút máu về cho cái sự thặng dư này. Không nhìn ra. Cho nên cái lộ ý này, khi nó nói vào ở trong cái hộ kiếp này đó, mà chúng ta không nhận ra được cái điều này đó, thì tất cả vàng thau lẫn lộn nó đều xuất hiện trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Chúng ta đây phải kiểm soát, chúng ta đây phải định hướng. Không kiểm soát, không định hướng thì cái chuyện mà nó dẫn dắt chúng ta đó đi vào trong cái con đường mà sai lệch là chuyện đương nhiên. Cho nên không phải cái ý gì khởi lên trong đầu của ta thì đều là chính là mình hết. Cái chỗ đó phải có tắt ra. Chúng ta phải biết nó chạy hai cái dòng chảy này. Và nếu chúng ta tắt ra được thì chúng ta chính là cái người tu tập. Chúng ta chưa tắt ra được thì cái phước trí tuệ của chúng ta đó chưa có mạnh, và phải cố gắng hơn nữa. Mạnh nó bằng trí văn, mạnh nó bằng trí tư, và mạnh nó bằng trí tu. Nhớ cái công thức đó như vậy không có thay đổi đâu. Đời này chúng ta làm không hết, đời sau chúng ta làm tiếp, đời sau chúng ta làm tiếp nữa. Nhưng mà cái công thức này đó Đức Phật cho chúng ta không có sai. Một cái công thức thứ hai nữa là cái công thức thuộc về giới định và tuệ. Đây, công thức thứ hai làm cái gì? Chúng ta phải tuân thủ luật, đi đường có luật giao thông, ở xã hội có luật pháp quốc gia, và tâm linh thì có giới luật của tâm linh. Nhớ vậy. Và khi nào chúng ta chấp hành được cái điều này, chúng ta là con người tự do. Còn nếu chúng ta không chấp hành luật thì chúng ta đây là con người của phong vật, mà chúng ta ngỡ đó là tự do. Cho nên phóng vật sẽ đưa đến cái sự xáo trộn, và nó đưa đến sự bất an, và nó đưa đến tai họa. Còn khi chúng ta chấp hành thì cái điều đó rất tốt, và chúng ta thành người tự do. Chúng ta có lợi ích của mình và có lợi ích của người xung quanh. Lộ ý môn này đó thì chúng ta biết đó là những cái cảnh ở trong tâm, nó hoạt động sâu rộng trong cái đời sống của mình. Thì trong cái lộ ý môn này nó có hai cái lộ mà chúng ta nói đến đó. Đó là cái lộ thông thường và cái lộ đặc biệt. Cái lộ ý thông thường này đó là chính là cái lộ ý môn thời Bình Nhật. Cái lộ ý môn thông thường này tức là lộ ý môn Bình Nhật. Cái chữ Bình Nhật này nó có hai cái nghĩa. Bình Nhật này là nó xảy ra trong cái đời sống hàng ngày. Nó có nghĩa thứ hai là nó xảy ra trong hiện kiếp, tức là trong kiếp sống hiện tại. Nó gọi là cái lộ ý môn thời Bình Nhật. Tức là ngày đêm nó diễn ra trong cái đời sống mình, và nó diễn cho hết một cái kiếp sống hiện tại của mình, thì nó gọi là cái lộ ý môn thời Bình Nhật. Đây là lộ Bình Nhật, đây là lộ Cận Tử.
Thì hôm nay chúng ta học đó là chúng ta học cái lộ bình nhật. Nó diễn ra trong đời sống hàng ngày và trong hiện kiếp của mình, tức là trong cái kiếp sống, suốt cái kiếp sống hiện tại của mình này. Chúng ta học rồi này. Còn lộ cận tử này chúng ta học sao? Như vậy trong cái lộ thông thường này vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần lộ ý đặc biệt. Và đây là một cái hoạt động thuộc về cái tâm thức chúng ta đó, nó diễn ra trong cái đời sống tu tiến. Tu tiến này nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất nó là thiền định, và cái thứ hai nó là thiền tuệ. Cái đời sống mà hàng ngày của chúng ta đó, thì trong cái đời sống hàng ngày đó, cái trong cái tâm thức chúng ta đó, bao giờ nó cũng có hai cái dòng. Đây là cái dòng của cái pháp quế diễm có ở trong tâm này, và đây là cái phần thuộc về pháp thiện. Thì cái này nó đang có mặt trong cái đời sống chúng ta. Bây giờ khi mà một cái người mà đi vào trong cái phần tu tiến đó, thì nó sẽ đi như thế này. Đầu tiên đó là những cái người này nè, cái người như thế này, bắt đầu trong cái bước tu tập của người này đó, thì họ làm cho những cái pháp quế nhiễm của họ bị mờ nhạt. Bằng cách là hàng ngày đó, người ta để cho những cái pháp thiện này lớn lên, những pháp thiện này lớn lên, những pháp thiện này lớn lên, những pháp thiện này lớn lên, thì nó sẽ mờ nhạt đi. Cho đến khi đó, tức là cái người này nè, làm cho cái thiền, cái thiện và thiện trí tăng trưởng lên. Ví dụ như hàng ngày mình tác ý, mình hành hạnh phục vụ, đi làm việc, kiếm sống cũng là hành hạnh phục vụ, về nhà quét nhà, dọn nhà, làm tất cả mọi thứ, cái việc mà cần thiết trong gia đình mình cũng là hạnh phục vụ. Và khi nào chúng ta làm được như vậy là chúng ta hàng ngày đó, nó làm cho cái pháp thiện tăng ra. Và khi mà chúng ta đi làm việc hay là chúng ta làm cái việc nhà đi nữa, thì chúng ta cũng đều biết rõ rằng khi chúng ta làm như vậy đó, thì tứ đại chúng ta đã hoạt động ra sao. Khi chúng ta làm như vậy đó, thì trong tâm chúng ta nghĩ gì vậy? Những cái cảm xúc, những cái trạng thái tâm của chúng ta như thế nào, chúng ta đều biết hết. Thì vậy là thiện trí nó đang phát ra. Cho nên có những người, người ta có cái phước báo đó, khi người ta làm việc đó, nó quen rồi, cho nên bây giờ nó không thể làm nỗ lực nhiều nữa, chỉ là đúng như thế và làm cho tốt đẹp thôi. Thì khi mà ta buông cái việc ra rồi đó, thì sức khỏe vẫn tốt, mà cái tâm của người ta nó vẫn bình an. Cho nên người ta dành cái thời giờ đó để tu thiền, để tụng kinh, để làm cái này cái nọ đó. Thì như vậy đó, một ngày như vậy đó, những cái pháp thiện trong tâm ta khởi lên rất nhiều. Thì như vậy đó, những cái phần quế nhiễm này, những cái cơ hội nó khởi lên rất là ít, rất ít. Nó lắng xuống. Thì cho đến khi đó thì cái người này có thể đi vào trong cái pháp thiền định được. Thiền định sắc giới. Người này có thể đi vào thiền định vô sắc giới. Và khi đó trong cái tâm người ta đó, những cái quế nhiễm còn rất là nhỏ. Và như vậy, nơi đây nó có hai thứ nè, nó vừa có thiện, nó vừa có thiện trí. Và nơi đây là cái thiện trí rất là mạnh, nơi đây cũng thiện trí rất là mạnh. Thì từ chỗ đó đó, cái người này mới đi vào thiền tuệ. Thiền tuệ này đó, nó cũng là thiện trí mà thôi. Thiện trí, nhưng mà trí này trí tu. Đây là thiền tuệ, đó là thiện trí mà trí tu. Tri văn, tri tư, tri tục. Thì con đường đi của những người
Thì đó là đó là cái lợi ý đặc biệt. Vậy là cái tâm thức của chúng ta nó có cái khả năng đi xuống thái đọa, nó có cái khả năng tiến tới cái sự thiện lành. Và cái con đường nó nằm ở cái chỗ này đây. Đây là chữ giới đứng đầu. Đây là chữ định tiếp theo, định tiếp theo. Và đây là chữ tuệ, con đường nó đi trong cái nội tâm của chúng ta. Thì những cái thuộc về cái đời sống mà đời thường đó, chúng ta giải quyết nhanh gọn. Thí dụ như mình là một cái người Phật tử thuần thành, hiểu được cái giáo pháp. Bây giờ cái người bạn đời của mình, người ta làm những cái chuyện lăng nhăng lộn xộn không đúng, mình sẽ hỏi rằng cái người hôn phối này phạm giới gì? Chỉ có vậy thôi. Và nếu người này phạm giới như vậy thì cái ứng xử của mình có nên phạm giới không? Nếu mình biết như vậy thì mình sẽ không có đau khổ lắm đâu. Và khi mà người ta tiếp tục đối xử với mình rất xấu thì mình hiểu đây là thiện hữu hay ác hữu là biết rồi. Và Phật dạy chúng ta không nên sống chung với ác hữu. Còn cái gì để mình gắn bó với ác hữu thì phải nhìn lại, xoay bên trong. Tất nhiên đó là khi mà nó nói đây, đây thì chúng ta nói về tâm linh nha. Như vậy khi chúng ta thiếu phước, chúng ta sống chung với ác hữu hàng ngày, nó sử dụng cái này. Chúng ta đây nè, cái thiện này nè, chúng ta biết rõ, thấy rõ nè. Chúng ta rời không được á, thì chúng ta xem cái phần này nó nối kết vào cái phần trắng hay nối kết vào phần đỏ này. Chúng ta biết nối kết chỗ đó. Cái chỗ đó là cái thâm thẳm trong cái ước muốn của mình. Nói ra không được nhưng nó nói chuyện. Và người ta nói thế này: nợ làm sao bỏ được? Không phải đâu, nó nói đấy. Nói cái phần quế nhiễm của mình mà mình không can đảm để nhìn ra, hoặc mình không thấu suốt để nhìn ra. Và phần lớn người ta không can đảm để nhìn ra, chứ không phải không thấu suốt, biết hết, vẫn nói. Người ta biện minh bằng những cái trò khác để tạo nên cái xúc động của người khác, mà để cho người ta thông cảm, người ta mới thương mình một chút, người ta không có trách mình. Chứ còn thật sự nó đi như thế. Cho nên cái phần thiện đây, đây là phần thiện trí này. Quý vị nên nhớ rằng là khi mà một cái từ trường thiện của mình tỏa ra, và đây là một cái từ trường xấu nó tỏa ra đó, là nó làm cho cái từ trường thiện của mình nó rung động vậy, là cái người mình khó chịu lắm. Được chưa? Nó đi bằng từ trường đó, khó chịu. Là mình biết rồi. Mình đứng gần cái người đó thôi, chưa nói gì hết. Cái năng lượng xấu người ta tỏa ra là bên này là nó giống như mình bị hao hụt rồi, biết liền. Cái thứ hai nữa, đứng về mặt thiện trí đó, sống chung nhau biết rồi, không thể không biết. Thì như vậy chắc chắn là cái phần thiện này nè, để nó nói với cái phần thiện này ít. Phần thiện trí này nó nói với thiện trí này ít. Nhưng chính cái phần này nó nói ở đây là gì?
Cho nên chịu đấm ăn xôi, xôi vẫn hẳm mà cứ đấm hoài, là vì nó thích cái mùi xôi hẳm. Đó là cái điều phải nhận ra, chứ không phải không có. Bởi vì cái thích nó đi theo cảm xúc, nó đi theo nghiệp cảm, nó không đi theo thiện và trí tuệ. Trừ khi cái phước báo người này lớn thì cái mà nó thích á, nó sẽ làm cho hiển lộ cái thiện và thiện trí. Còn ngoài ra những cái khuynh hướng của chúng sinh trong cõi dục này, cái thích nó đi trong đó. Cho nên tập như vậy, hiểu như vậy, để nhìn sâu xa trong cái nội tâm của mình, để biết tại sao mình còn dính như thế. Cái oan trái nó cũng nói, cái thiện lành nó cũng nói. Cho nên kéo dài hoài do mình nói, chứ đây nó đứt rời thì không nói được. Bởi vì khi mà mình có con đó, mà biết ngay cái con này đó nó là quan trái của mình, mình phải cúp rồi. Tức là thấy rõ rồi thì đừng có buồn vui theo nó, đừng có bị nó tác động, đừng có để cho nó làm bực mình, mà cứ nhìn nó, quan sát nó và quan sát trong tâm mình, quan sát nó rồi quan sát trong tâm mình. Thì cái quan sát đó nó chính là một cái vật cách, nó đưa tới. Nhưng mà cái quan sát của mình đó, quan sát này nó chính là trí tuệ phát sanh lên, nó làm nên một cái vật cách, nó không nói được và nó sẽ rớt xuống, và nó sẽ tiếp tục và nó sẽ rớt xuống, nó tiếp tục và nó sẽ rớt xuống, tiếp tục nó sẽ rớt xuống. Và chúng ta thực tế chúng ta sẽ nói vậy, khi mà đó cái người nào đến nắm cái bàn tay chúng ta, hoặc ta nắm cái bàn tay người khác, thì cái bàn tay này thương yêu thiện lành hay dục vọng xấu xa biết liền, có không? Làm sao không biết được? Như vậy trí tuệ sẽ là cái vật cách, quan sát sẽ là vật cách, nó sẽ làm tuôn xuống, nó làm cho rơi hết tất cả những quả bất thiện của ta. Còn khi mà chúng ta để cho nó câu thôi, nó đi như thế này, thiện trí thì không làm việc được, vừa khởi lên là nó sụp xuống, vừa khởi lên là nó sụp xuống, bị cái này nó lý luận nó đưa vào. Và chúng ta nhớ, con người xảo quyệt xấu xa nhất là cái tham dục trong tâm của chúng ta, lý luận dữ lắm, xảo quyệt dữ lắm, tráo trở dữ lắm. Cho nên là thiện trí khi khởi lên chỉ nó biết rõ thì nó dặn dẹo trở lại, và nó xoay chiều đổi hướng hết để nó duy trì cái này. Cho nên vẫn sống với ác hữu, và vẫn nói đây là nợ nần, đó là ngụy biện. Thực chất mình nói bằng cái gì mình biết, dẫu cho một sợi dây tơ cực kỳ mỏng manh cũng là nói. Có toan tính không? Có muốn không? Hai cái đó nói đi. Hai cái sợi dây mà có thể nhìn rõ nhất đó, để nó nói từ đây sang đây. Trước nhất nó hỏi, trong lòng mình có muốn cái gì ở nơi đây không? Nói đi. Và mà còn tiếp nhận những cái cảm xúc thuộc về cảm nghiệp gì đây mà vẫn nói ở đây đây? Nói trong tâm mình đi, thấy rõ chưa? Bởi khi con người ta tuôn trào những cái đau khổ của mình, càng lúc nó càng tăng lên vậy đó, người ta biết chứ sao không biết. Nhưng muốn đi qua hay không, chuyện đó phải xem lại. Thì cái này nó trở đi trở lại, trở đi trở lại, nó như thế đó. Bởi vì quả nó sẽ trổ sinh hoài, trổ sinh hoài, trổ sinh hoài. Nhưng chúng ta không có để cái vật cách này thường xuyên, hãy quan sát
Quan sát thứ nhất cái tâm của mình, cái thứ hai quan sát cái tâm của người đó, để chúng ta nhìn trong pháp chân đế, không nhìn trong pháp tục đế. Nhìn trong pháp tục đế chúng ta nói đây là con của tôi, đây là người hôn phối của tôi, đây là bạn thân thiết của tôi, đây là người ân người nghĩa của tôi. Nhưng tôi hãy nhìn vào tâm của chúng sinh đó, nhìn vào tâm của mình. Cái lúc người ta ứng xử này, cái lúc người ta nói đây, là người ta nói giữa cái phần thiện lương này với nhau, hay là người ta nói những cái phần quan trái với nhau, thì chúng ta đây nhìn rất rõ. Và tại sao mình tiếp tục chấp nhận cái sự quan hệ này, mình cũng biết rất rõ. Và ra hay không do mình, là bởi vì khi những cái pháp bất thiện trong tâm của mình đó, thì mình sẽ có cái niềm hạnh phúc của ma dương, cho nên khổ mà không muốn ra, bởi vì còn muốn gặm nhấm cái khổ đó. Lúc đó những cái pháp bất thiện trong mình cực kỳ lớn. Và hãy nhớ rằng tất cả những chúng sinh rơi trong cảnh khổ mà người ta không ra được, người ta tồn tại bởi vì người ta gặm nhấm những nỗi đau khổ của mình. Vì cái khuynh hướng thọ dục của tất cả chúng sinh, nếu không thọ được cái hỷ lạc thì người ta hả hê với tất cả những cái nó gọi là khổ ưu. Nhìn như đó để mà thấy những cái nghiệp lực nó đã tiềm tàng trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên lúc nào cũng phải quan sát trong cái tâm của mình, nhìn rõ trong cái tâm mình. Kể cả cái đau khổ cũng phải đối diện với chính mình. Tất cả những cái nghịch cảnh xảy ra cũng hãy đối diện với tâm của mình, nhìn cho rõ. Đạo Phật chỉ nói thiện và bất thiện mà thôi. Đi sâu vô thì đi những cái tầng cấp của thiện và bất thiện mà thôi, làm cho rõ ra thôi, chứ có hai chữ thiện và bất thiện trong tâm này. Và tất cả chúng ta đây đều nhận ra được. Chi tiết có thể không nhận ra, khái quát nhận ra. Nhận ra bằng cái sự trì trệ, sự bất an ở thân, sự trì trệ, sự bất an ở tâm. Nhận ra từ trong từng cái cảm xúc một, nhận ra hết. Nhận ra từ cái chỗ mà thân này có nhẹ nhàng, tâm này có sáng suốt không, đều nhận ra được hết. Nhận ra tâm này thì nó trì trệ xuống, nó u tối, nó mệt mỏi. Còn cái thân này rất đủ là nặng nề, giải đãi không muốn làm gì cả. Nhận ra được hết. Nhưng rồi cuối cùng cái định hướng mạnh mẽ nhất để đi con đường nào thì không có chập chờn nữa. Và cái gì nó làm cho mình chập chờn vậy? Si đây, chập chờn đây, nằm trong tâm si đây. Cho nên một cái khoảng sương mờ nó phủ trong tâm. Và mình sẽ nói muốn sao cũng được. Và khi nó mạnh mẽ hơn đó, nó làm cho mình bất động, không còn muốn nghĩ gì hết. Đâu nghĩ nổi, bởi vì sương mù nó che lấp rồi, và ở ngoài không tiến vào được nữa. Bệnh trầm cảm bắt đầu. Cho nên bệnh của tâm khởi sự từ những cái quế nhiễm này. Và hãy nhớ rằng hằng ngày chúng ta sống, sự sống chúng ta nằm ở thân và tâm. Thân này có bệnh, tâm này cũng có bệnh. Bệnh ít hay bệnh nhiều thôi. Và khi chúng ta thân có bệnh, chúng ta biết giữ gìn ăn uống, biết thuốc men, biết trợ giúp tất cả mọi thứ. Còn tâm chúng ta tại sao không trợ giúp? Ở với ác hữu thì ai trợ giúp cho mình? Có nhiều cái mà trong cái đời sống này đó, chúng ta cần phải có sự suy nghĩ trở lại, cần có sự hiểu biết trở lại. Vì cái lỗ ý nó có mặt 24/24 trong đời sống nội tâm của chúng ta.
Mà khi nó hoạt động lệch lạc trong cái đường này thì nó đẩy chúng ta vào trong cái sự thoái đoạn, nó không đưa mình đến cái sự vươn lên. Và tất cả những cái này không có ai giúp cho mình, cũng không có ai dùi dập mình. Mặc dù trong thực tế đời thường có người giúp mình, có người dùi dập mình, người ta có giúp mình đi nữa thì đó cũng là cái năng lượng lành của mình nó phối hợp được với cái quả lành của mình. Cho nên quý vị nhớ rằng có những cái người đó, nhiều người tốt giúp lắm mà người ta không có tiếp nhận. Người ta khuyên lơn, người ta nói năng, người ta tạo điều kiện thế này thế nọ, nhưng mà nó vẫn rơi xuống, nó không có tiếp nhận được. Chứ không phải không có người giúp. Thành ra cái bao giờ cũng vậy, phải tự mình giúp mình. Mà mình giúp mình cũng ai cho mình đó, cũng như là cha mẹ mình đó là ráng mà cho mình đi học, còn học hay không do mình. Cha mẹ chỉ giúp cái điều kiện cho mình đi học thôi, còn học hay không là do mình. Thầy cô giáo hết sức để mà giúp đỡ cho học sinh, nhưng mà cái học sinh này học tới đâu là do cái học sinh đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng những cái yếu tố bên ngoài mang tính chất trợ duyên, còn tất cả nằm ở bên trong, quyết định là do mình. Bởi vì nói hay không nói do mình. Người ta muốn đem đến được giúp đỡ cho mình, nhưng mà mình cắt cái tay vào bên trong thì nó rơi xuống vô. Ngay cả quý vị bệnh cái thân này mà đi chữa bệnh đó, nó cũng có phước hay không có phước. Cái người thầy thuốc giỏi, người thầy thuốc cho thuốc tốt có khi không tin, nên về là uống mà cái không tin là nó về ba bữa là bỏ rồi, cái đi bị suốt luôn, đi hết rất là nhiều, đâu có phước để mà hợp tác với cái người thầy thuốc. Làm sao không khóc trời lên. Cho nên là pháp Phật dạy chúng ta như vậy, nhưng mà chính chúng ta đây phải ứng dụng cái điều đó, chứ không thể nào mà chúng ta không ứng dụng mà chúng ta có thể thành tựu được. Và lần trước sư cô cũng nói, và nói nhiều lần, bây giờ cũng lặp lại, tất cả hạnh phúc hay đau khổ nằm trong suy nghĩ của mình, nằm trong lỗ ý của mình, không đi ra khỏi cái chỗ đó. Và như vậy chúng ta thấy cái lộ đặc biệt đó, và nó sẽ nói về cái tu tiến này, tức là tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới và cái thiền siêu thế. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái lộ của nó đó, thì nó sẽ có cái lộ đắc thiền định, lộ đắc thần thông và cái lộ đắc đạo quả. Có ba cái đó, nó thuộc về lộ ý đó, thuộc cái tu tiến này nè. Thì chúng ta sẽ có lộ đắc thiền nói chung. Lộ đắc thiền này thì lộ đắc thiền sắc giới, lộ đắc thiền vô sắc giới. Và mỗi cái lộ vậy nó đắc từng cái tầng thiền của nó. Lộ đắc thiền, lộ đắc thần thông, và lộ đắc đạo quả. Cái lộ đặc biệt này chúng ta sẽ học sao? Khi mà chúng ta học qua cái phần thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, học về thần thông, học về đạo quả, thì chúng ta sẽ nói tới những cái lộ thiền này. Bây giờ thì chúng ta chỉ nói sơ qua thôi, chúng ta không đi sâu vào. Chúng ta tới phần tiếp theo. Phần tiếp theo này đó là chúng ta cũng nói về lộ ý. Mà cái lộ ý này đó là nó sẽ diễn ra, lộ ý thời bình nhật nó diễn ra theo bốn loại cảnh. Lộ ý bình nhật theo bốn loại cảnh. Bốn loại cảnh đó, cái thứ nhất là chúng ta có cảnh rất rõ. Cái thứ hai là cảnh rõ. Cái thứ ba
là cảnh không rõ, và cái thứ tư là cảnh mơ hồ. Chúng ta đi vào cái phần thứ nhất. Thứ nhất của B đó. Đây là B. Cái phần thứ nhất của B là lộ ý bình nhật. Cảnh rất rõ. Khi mình nói cái cảnh rất rõ, tức là cái cảnh nó hiện ra sắc nét chi ly. Cũng như bây giờ những người ta có cái máy chụp hình tốt á, để chụp vào cái hoa, người ta không những là thấy cái sắc màu cái cánh hoa, mà ngay cả cái độ mịn màng trên cái cánh hoa đó, và còn cái chút sương động trên cái cánh hoa đó, người ta vẫn thấy rõ ràng. Như vậy cái cảnh nó hiện ra rõ ràng, sắc nét chi ly, thì nó gọi là cảnh rất rõ. Khi cái cảnh rất rõ mà nó hiện ra đó, thì cái lộ mà lộ ý mà bình nhật này đó, nó sẽ xuất hiện dưới ba dạng. Cái dạng thứ nhất á là cái lộ ý mà cái chót của nó là động lực. Cái thứ hai cũng là lộ ý mà chót của nó đó là có tâm mót. Cái thứ ba đó là cũng lộ ý nó chót, thì nó lại có cái hộ khách, hộ kiếp khách, hay là tâm khách. Nó có hộ kiếp khách, cái này tâm mót, cái này là động lực. Thì như vậy lộ ý bình nhật cảnh rất rõ này nó sẽ có ba cái. Nó có ba cái. Một là chót nó là động lực tới đây nó hết. Hai á, là đằng sau của nó có tâm mót. Cái thứ ba đằng sau của nó là có hộ kiếp khách. Thì như chúng ta biết đó, là cái chót động lực, nếu mà cảnh rõ chót mà nó chỉ tới động lực đây á, thì nó kết thúc. Thì nó là một dạng. Cái dạng thứ hai nữa là nó đằng sau nó có thêm hai cái tâm nó phụ vô đó, để mà nó ghét cái cảnh của cái động tốc, thì được gọi là mót. Và cái thứ ba là chúng ta nhớ rằng là cái khi cái hộ kiếp của cái người này sanh ra, nó là cái hộ kiếp mà nó thuộc về thọ hỷ đây, thuộc về thọ hỷ đây, thì cái khi mà nó có cái tâm sân nó khởi lên á, thì để cho cái đằng sau của nó có thể trở về cái hộ kiếp bình thường của nó, thì bắt buộc nó phải có cái hộ kiếp khách. Tức là cái tâm này nó xuất hiện, nó là một cái mang cái tính chất là thọ xả, thì nó để cho cái giữa cái thọ hỷ và cái thọ ưu và cái thọ khổ, tức là cái tâm sân đó, giữa hai bên nó không có xung đột. Cái này chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần thứ nhất là lộ ý môn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong cái lộ ý môn cảnh rất rõ mà chót động lực. Mình đi cái phần này trước này, này trước. Như vậy mình đi cái phần này đây. Đó. Lộ ý chót động lực, tức là Savana đó, chót động lực. Lộ ý chót động lực. Mà cái này nó là cảnh rất rõ, ghi gì nó rõ dễ hơn. Lộ ý cảnh rất rõ. Cho nó đầy đủ để mai mốt nó lộn nữa. Mặc dù trên mình nói rồi, lộ ý bình nhật cảnh rất rõ. Chót động lực. Đó, cho nó đầy đủ gì đi. Chót động lực.
tức là lộ ý bình nhật, cảnh rất rõ, chót của nó là động lực. Thì trong cái lộ này á, là nó chia ra làm hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất á, là cái lộ ý bình nhật, cảnh rất rõ, chót là động lực, nhưng mà không có hộ kiếp vừa qua. Trường hợp thứ hai là có hộ kiếp vừa qua. Đây chia ra hai trường hợp. Bài học cũ chúng ta nói rằng á, khi mà cái lộ ý nó khởi sanh lên á, mà nó không có hộ kiếp vừa qua đó, là do cái cảnh của nó là nó thuộc về danh pháp. Và cảnh nó là cảnh chế định. Còn khi nó có hộ kiếp vừa qua, là nó có từ 1, cao nhất là 7 cái hộ kiếp vừa qua, thì đó là cái cảnh của nó là nó có 2. Một á là cái cảnh nó thuộc về năm sắc thần kinh. Và cảnh nó là 16 sắc tế. À, cái nguyên tắc của nó đi là vậy. Mà như cái hôm trước mà khi mà là học về cái lộ ý tổng quát á, thì sư cô có nói rằng thường đó là cái lộ ý tổng quát á, thì nó bao giờ cũng vậy, nó không có hậu kiếp vừa qua. Vì lý do rằng là cái cảnh của lộ ý khi mà phát sanh á, là nó nối liền vào trong cái hậu kiếp. Nó không đi vào những cái sắc thần kinh như sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ thiệt, vân vân. Nó không đi vậy mà đi thẳng vào trong hậu kiếp. Tức là nó đi vào trong ý căn. Đi vào cái cửa ý môn, nó nằm trong ý căn. Ý môn của nó là hậu kiếp. Cho nên đi thẳng vào trong cái hậu kiếp này. Vì vậy cái cảnh này nó rất mạnh, cho nên nó không cần có hậu kiếp vừa qua. Nhưng mà khi đó cái lộ ý mà nó lại bắt cái cảnh hiện tại là năm cái sắc thần kinh, ví dụ khi mình thấy đó là cái mình mệt quá, con mắt mình nó không có tinh tường nữa chẳng hạn, thì cái lúc đó là mình biết về cái sắc thần kinh mắt nó suy. Cái khi mình thấy cơ thể của mình nó rã rời, nó mệt mỏi quá, là mình biết là toàn bộ cái sắc thần kinh thân của mình nó không có mạnh mẽ, nó không có nhạy bén nữa chẳng hạn. Vậy khi mà mình ăn mà cái lưỡi mình nếm mình không cảm thấy nó có cái vị gì hết á, là mình biết là cái sắc thần kinh lưỡi của mình á là nó yếu rồi. Thì như vậy đó, đây là mình nhìn thấy năm cái sắc thần kinh đây, hoặc là 16 cái sắc thế còn lại. Ví dụ như khi mình hành thiền, mình biết hơi thở mình vào nó dài hay là nó ngắn chẳng hạn, vậy thì nó nằm trong cái một trong những 16 cái sắc thế này. Thì như vậy khi nào nó thấy cái cảnh sắc mà nó mang cái tính chất hiện tại, nó là một cái nó gọi là cái sắc hiện tại, và cái sắc mà nó gọi là nó hiện hữu rõ ràng như vậy đó, thì khi mà cái cảnh này nó đưa vào trong cái tâm thì nó có sự lấn cấn. Vì đây nó không phải đi thẳng vào, mà nó không phải cái cảnh nó không phải là danh pháp, mà cái cảnh nó thuộc về sắc pháp, cho nên nó nặng nề, nó trì trệ hơn, nó thô hơn. Còn ở đây những cái cảnh mà thuộc về lộ ý á, nó thuộc nằm trong danh pháp, tức là nằm trong cái tưởng của cái người đó, hồi tưởng, liên tưởng, vân vân, hoặc là tưởng tượng, vân vân. Thì tất cả những cái này nè, nó thuộc về danh pháp. Cái này nó cũng cảnh, nó cũng danh pháp, cái này cũng danh pháp. Do đó mà nó đi thẳng vào, nó không có hậu kiếp vừa qua. Nhưng mà khi cái tất cả những cái cảnh này á, nó thuộc về cái sắc pháp, thì khi nó đi vào trong cái hậu kiếp này nó có lấn cấn. Do đó mà nó có từ 1 cho đến cao nhất là 7 hậu kiếp vừa qua. Như này chưa? Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đi tới cái lộ thứ hai là lộ ý bình nhật, cảnh rất rõ mà chót của nó là tâm mốt, thì nó cũng chia ra hai cái trường hợp như thế này. Rồi bây giờ chúng ta đi tới cái thứ ba, lộ bình nhật, cảnh rất rõ, lộ ý bình nhật, cảnh rất rõ, chót mà nó có cái hộ kiếp khách này nè, nó cũng chia ra như vậy. Nó chia ra hai trường hợp như thế này. Giống
tức là cảnh sắc pháp đi vào trong lỗ ý, thì bao giờ cũng có từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua, có khi nó từ 1 tới 5, có khi nó từ 1 tới 7. Nếu mà nó có 1 tới 5 thì có nghĩa là nó có 5 lộ, mà 1 tới 7 thì nó sẽ có 7 lộ. Thì chúng ta nhớ đây là cái chung, nên chút chúng ta sẽ cứ lặp đi lặp lại hoài cho mình nhớ hai cái trường hợp này. Khi nào mà cái cảnh nó thuộc về danh pháp thì nó đi thẳng vào cái danh pháp đây, thì nó không có hậu kiếp vừa qua, bây giờ nó rất mạnh. Nếu mà cảnh nó thuộc về sắc pháp thì khi nó đi vào cái hậu kiếp này thì bắt buộc nó phải có hậu kiếp vừa qua, từ 1 đến cao nhất là 7 hậu kiếp vừa qua. Cái nguyên tắc của nó đi như vậy trong cả ba cái mô hình này, cái mô hình chót động lực, mô hình chót tâm mót và cái mô hình chót thuộc về hậu kiếp khách. Nhớ chưa? Nó làm vậy. Bây giờ chúng ta đi cái phần này, phần đầu tiên của nó là thứ nhất chúng ta nói là cái lộ ý bình nhật cảnh rất rõ, chót động tốc, không có hậu kiếp vừa qua, bởi vì cảnh của nó là cảnh danh pháp và cảnh chế định. Vậy chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ của nó đây. Đây là trường hợp thứ nhất, chúng ta vẽ sơ đồ nó này. Nó không có hộ kiếp vừa qua, cho nên là cái tâm kế tiếp của nó sẽ là hộ kiếp trúng động. Tâm kế tiếp của nó sẽ là hộ kiếp dứt dọc. Ở đây là hộ kiếp, đây là hộ kiếp rúng động, đây là hộ kiếp dứt dòng. Sau khi dứt dòng rồi đó thì kháng ý môn khởi sanh. Kháng ý môn khởi sanh xong thì động tốc xuất hiện. Động tốc này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên này không có đủ chỗ cho nên là phải vẽ như thế. Đây là cái Ravana thứ 7. Và khi chót động lực đây đó, thì đây nó sẽ là hậu kiếp tiếp theo. Đấy, cái mô hình của nó là vậy. Bây giờ chúng ta phân ra, phân ra thành từng chặng đây. Thì cái này chúng ta không tính chặng, bởi vì đây nó chỉ là cái dòng hậu kiếp mà thôi. Thì đây, cái chặng thứ nhất của nó là cái kháng ý môn này đó, nó là cái chặng thứ nhất. Bởi vì khi kháng ý môn thứ nhất khởi sanh thì nó khởi sanh cái lộ ý. Lộ ý này nó gồm có 7 cái động tốc. Thì đây là cái chặng thứ hai. Và đây nó là chót động lực rồi, cho nên đây là hộ kiếp thì chúng ta không tính nữa. Thì vậy là cái lộ này nó có 2 chặng. Bây giờ chúng ta nói thứ nhất, công thức của nó chúng ta sẽ nói vậy. Cái điểm thứ nhất đó, chúng ta sẽ nói tới vấn đề sát na tâm khách. Bây giờ xin nói lại cái tâm chủ và tâm khách. Cảnh chủ và cảnh khách, cái này học rồi ôm lại. Khi nào cái hộ kiếp này, cái hộ kiếp này thì nó gọi là tập chủ. Là bởi vì từ cái tục sinh này, sau khi nó làm nhiệm vụ tục sinh rồi thì nó làm cái dòng hộ kiếp đó. Dòng hộ kiếp nó trôi chảy trong suốt kiếp sống của ta, nó là cái tâm chủ lực của mình, hoạt động suốt luôn. Tại vì một lần nữa ở đây chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta thấy cái dòng nghiệp thiện và bất thiện trôi chảy suốt trong đời sống chúng ta. Thấy chưa? Nên nó gọi cái này là cái tâm chủ. Khi nào một cái cảnh thuộc về mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, thân nếm, thân xúc chạm, tức là khi nào cái lộ ngũ nó cắt ngang đây, nó phát sanh, thì những cái tâm mà nó đi theo cái lộ ngũ đó, hay tâm nó đi theo cái lộ ý đó, thì tất cả những cái tâm đó nó gọi là tâm khách. Hiểu chưa? Tức là ở ngoài nó đi vào trong. Còn cái hộ kiếp nó là cái tâm chủ,
là bởi vì khi mình sinh ra bằng cái tâm tục sinh, làm nhiệm vụ tục sinh rồi, nó hộ trì hết kiếp sống của mình. Và trong cái hộ trì kiếp sống của mình á, khi sư cô vẽ là vẽ hai cái dòng này, nhưng mà khi mình sinh ra đó thì mình sinh ra bằng tâm quả thiện mà. Đấy, sinh ra bằng tâm quả thiện. Thì tâm quả thiện này đó là nó chỉ có những cái pháp thiện mà thôi. Thì rõ chưa? Đây, tâm quả thiện nó có con số nữa đây. Đây, số 33 chẳng hạn. Thì nó sẽ đi cái sở hữu tự tha này. Rồi nó đi những cái sở hữu thiện của nó này, sở hữu tịnh hảo của nó này. Đó, nó không có cái bất thiện này. Nhưng tại sao mà cái vẽ của mình đó, trong cái hồn kiếp mình vẽ đây nó lại có hai cái dòng đó? Là bởi vì sở hữu tưởng nó gì? Sở hữu tưởng là cái kho mà nó chứa những cái thước phim. Thì cái thước phim đó, nó là cái dòng tâm thức đó, nó vốn có cả hai. Rõ này chưa? Nhưng khi nó sinh ra đó thì nó tái sanh bằng cái tâm quả thiện, vì mình là con người, hoặc là tâm quả thiện có trí. Nhưng mà sở hữu tưởng của nó chứa cái này, nó đem theo cái tài sản của nó. À, vì vậy mà chúng ta mới nói rằng cái hộ kiếp nó hộ trì kiếp sống, nhưng mà cái dòng chảy của cái dòng nghiệp á, là nó luôn luôn có mặt ở trong cái tâm thức chúng ta. Thì người ta sẽ hỏi nó nằm ở đâu, thì chúng ta trả lời là nó ở trong sở hữu tưởng. Tại vì sở hữu tưởng nó vô thưởng vô phạt. Bây giờ mình ta gắn một cái camera trong lớp này, thì bây giờ nó không thương không ghét ai hết, ai làm gì nó cứ ghi thôi. Cái trách nhiệm của nó là nó phản ánh đúng, nó ghi đúng vậy thôi. Nó không thêm không bớt, nó ghi vậy. Cảnh mờ ghi mờ, cảnh rõ ghi rõ. À, thì bây giờ chúng ta hiểu thế nào là cái tâm chủ. Tâm chủ là tâm hồn kiếp. Tâm khách là những cái tâm mà cái dòng tâm thức nó mới đi ngang qua lộ ngũ, hoặc nó đi qua cái lộ ý, nó từ ngoài đi vào. Thì vậy trong cái phần này đó, thì chúng ta thấy cái sát na tâm khách. Thì chúng ta thấy sát na tâm khách đây, thứ nhất là chúng ta có một cái kháng ý môn. Cái thứ hai nữa là chúng ta có tất cả là 7 cái động tác. Vậy như vậy sát na tâm khách chúng ta có 8. 8 này nó bằng một cái kháng ý môn cộng với lại 7 cái tâm động tác và 7 savana. Tất cả là 8. Gọi là sát na tâm khách. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai. Cái phần nó gọi là loại tâm khách. Loại tâm khách này chúng ta có 2 loại. Loại thứ nhất á, nó là kháng ý môn. Loại thứ hai nó là tâm động tâm, tức là Javana. Tâm động tâm. Cái chỗ này cho sư cô ngừng lại ở đây chút xíu để giải thích cái chữ viết tắt cái này chút xíu. Bởi vì sư cô dùng nó không thống nhất cho nên là phải giải thích. Ví dụ như là cái động lực, cái ký hiệu của nó là cái chữ si để ra vào nó. Cái tâm mót nó là M. Và cái thứ ba nó là cái hộ kiếp khách. Cái này chữ Pali của nó là Ravana. Cái chữ này là Agan Tukha. Hai cái chữ đó. Nhưng mà mình để cái chữ móc chính giữa, đúng ra là mình phải lấy cái từ Pali của nó luôn. Cái chữ Pali của nó là Tala Lamban nhé. Đáng lẽ ra chỗ này mình lấy chữ T đứng đầu, ở đây cái chữ G đứng đầu, đây chữ A đứng đầu. Nhưng mà sư cô không có muốn lấy cái chữ này, vì sư cô thấy cái chữ mót nó rất là rõ ràng, cho nên mới dùng cái chữ này.
Chứ đúng ra theo cái luật á, một là dùng tiếng Việt hết, hai là dùng tiếng Pali hết. Nhưng mà ở đây sư cô chen kẽ vô là vì lý do muốn giữ cái chữ này. Khi quý vị đọc trong sách, quý vị thấy là ma cảnh là đồng sở duyên rồi, nó ba bốn tên nữa mà không có thể nhớ hết đâu. Nhưng mà thấy cái chữ mót thôi biết rồi, nhớ đi mót lúa là được rồi. Người ta gặt lúa xong rồi, bây giờ mình đi mót lúa có nghĩa là lụm cho hết cái lúa đó. Vì vậy đó, khi cái cảnh nó diễn ra đó thì động lực nó hoạt động, nó ứng xử với cái cảnh đó là coi như sắp hết rồi, 99% rồi. Thì hai cái tâm mót sau cùng này nó cũng ứng xử với cảnh tiếp theo để cho nó trọn vẹn. Thì gọi là hai cái tâm mót. Mình có thể hình dung vui vui thế này. Má nó ra chửi lộn rồi, đi vô rồi nó ra nó chửi tiếp mấy câu nó mới vô, con nó ra chửi tiếp mấy câu nó vô, để cho trọn vẹn cái sự bực tức trong gia đình của nó. Thành ra mới dùng cái chữ mót để cho mình có cái ấn tượng đó, mình nhớ nó thôi. Thành ra nó có cái ký hiệu lạ như vậy để chúng ta nhớ cách dùng như vậy. Vì thường có những cái sách đó, người ta không có dịch những cái chữ này ra, ta để nguyên. Bởi vì nó rất là khó dịch ra mà nó có thể giữ được đầy đủ cái nghĩa nó, cho nên người ta hay dùng vậy. Thì chúng ta phải hiểu vậy, mình hiểu nó một cái mức độ nào đó thôi, chứ không thể hiểu trọn vẹn hết. Cho nên những cái từ điển về Phật học á, những cái từ điển nào người ta kỹ lưỡng á, thì người ta đều ghi chú, và cũng như cái chữ này nó có bao nhiêu cái trường hợp, và nó nằm trong cái bài kinh nào, nó nằm trong cái dòng nào, nó có cái chữ đó, thì người ta mới hiểu được cái đó. Thì cái đó nó hết sức là chi li. À, như vậy thì chúng ta nhớ nha, trường hợp thứ nhất là nó không có hộ kiếp vừa qua. Đây, thì nó có một lộ mà thôi. Trường hợp này nó có một lộ. Cái trường hợp thứ hai này đó là nó có tất cả 7 lộ. 7 lộ. Thì chúng ta sẽ thấy cái cách của nó như thế này. Chúng ta nhìn cái sơ đồ mà chúng ta vừa vẽ rồi đó. Thì ở đây nè, ở đây khi nó đi vậy đó, thì đây nó cũng là hộ kiếp vừa qua. Nhưng mà đây á, hộ kiếp trúng động, còn ở đây nó sẽ có cái này, còn cái phần này trước. Nó có cái hộ kiếp vừa qua đây, rồi mới tới tiếp theo là nó mới tới cái hộ kiếp trúng động. À, rồi nó mới tới tiếp theo nữa, nó có cái hộ kiếp dứt dần. Rồi tới đây nó mới có cái kháng ý môn. Rồi tới đây nó mới có động tốc. Động tốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở cái thứ 7, Ravana. 7. Rồi tới đây nó là hộ kiếp. Và như vậy khi mà đây là một cái hộ kiếp vừa qua, mà trường hợp nó là 2, 3 cho tới 7, thì cái cách thế nó cũng y như thế này. Nhưng mà ở đây nó hộ kiếp vừa qua này có từ 1 đến 7, nó thêm vào thôi chứ không có gì hết. Cái cách của nó là nó thêm cái hộ kiếp vừa qua, thêm một cái thì một lộ, hai cái thì lộ thứ hai, ba cái lộ thứ ba, 4 cái lộ thứ 4, 5 cái lộ thứ 5, 6 cái lộ thứ 6, 7 cái lộ thứ 7. Nó đi như thế. Cách thức nó vẫn như thế. Bây giờ nãy chúng ta nói cái tâm khách đó, thì nó có hai cái loại, nó là cái kháng ý môn và cái hộ kiếp này. Nhưng mà cái con số mà đích thực của nó đó, nãy chúng ta nói cái tên thôi, bây giờ chúng ta nói cái con số đích thực của nó. Thì cái kháng ý môn này nó có một nè, mà cái Ravana này nó có tới 29. Có tới 29. Thì tổng cộng lại đó, cái tâm khách này nó có hai loại, nhưng mà trong hai loại này đó, cái con số nó sẽ trở thành là 30. Loại thì nó chia làm hai, nhưng mà hai loại này là nó có tất cả là 30. 29 cái động tốc và một cái kháng ý môn. Tâm động tốc này đó, nó là cái tâm tạo nghiệp. Và như vậy nó có tất cả là 29 tâm tạo nghiệp, 29 cái động tốc tạo nghiệp.
Nó vắn tắt là cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ nói cái chi tiết 29 tâm động tốc tạo nghiệp này đó, là nó nằm trong tam giới. Thứ nhất là dục giới. Dục giới thì nó có 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện cộng với 8 tâm thiện, dục giới thì nó là 20. Bây giờ tâm sắc giới nó có 5 tâm thiện sắc giới, và vô sắc giới nó có 4 thiện vô sắc giới. Thật ra là 4 này là 4 thiền thiện, thiền thiện sắc giới và thiền thiện vô sắc giới. Chúng ta nhìn đây, cái tâm mà nó tạo tác, cái động tốc mà tạo tác để đưa đi tái sanh, gọi là nó tạo nghiệp á, thì đây 12 cái tâm bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, thì đó là tạo cái nghiệp để đưa đi luân hồi. 8 cái tâm thiện dục giới này nó cũng đưa đi luân hồi, là nó thuộc về dục giới, nó có 20. Bây giờ đây là 5 cái tầng thiền, hay còn gọi là 5 cái tâm thiền thiện sắc giới, nó cũng đưa đi luân hồi. 4 cái tâm thiền vô sắc giới, hay còn gọi là 4 tâm thiền thiện vô sắc giới, vẫn đưa đi luân hồi. Như vậy chúng ta cộng ở đây 12, cộng đây 8 là 20, ở đây 5, đây 4, 9 nữa là 29 cái tâm là nó thuộc về tam giới, nó tạo nghiệp đưa đến luân hồi. Cái chỗ này rất là dễ nhầm lẫn đây. Còn ở đây, hồi nãy sư cô nói là đây là 28 tâm động tốc, mà động tốc này của dục giới. Xin lỗi, 29 tâm động tốc dục giới thì nó khác với cái này. Bởi vì cái này đó nó tạo nghiệp mà nó nằm trong tam giới, nó cũng là con số 29, thấy rõ chưa? Còn giờ cái này đó là 29 cái tâm động tốc mà thuộc về dục giới, không có nói tạo nghiệp, mà chỉ nói cái vậy thôi. Thì vậy chúng ta sẽ nhìn thấy đây, thứ nhất nó cũng có 12 cái tâm bất thiện, nó có 8 tâm thiện, nó có 8 tâm duy tác, mà nó có 1 tâm ứng cúng vi tiêu. Tổng cộng lại nó có 29. Đây chúng ta nhìn trên cái bảng chi pháp này, chúng ta sẽ thấy để không nhầm lẫn. 12 tâm bất thiện đây, cái này là tạo nghiệp đưa đi tái sanh. 8 tâm thiện này tạo nghiệp đưa đi tái sanh. Nhân 8 cái tâm duy tác này là của Đức Phật, khi mà 35 tuổi thì hành giả Xích Đạt Ta đắc đạo quả thành bậc đấng toàn giác, thì ngài còn nhục thân ở thế gian đi giảng pháp có tăng đoàn. Nhưng mà cái tâm của cái vị Phật này là tâm duy tác, không có tạo nghiệp nữa, nhưng vẫn ở trong dục giới. Khi mà ngài giảng pháp thì cái duy tác nó khởi lên, ngài suy nghĩ, ngài tiếp xúc, nghĩa là cái hoạt động tâm thức của ngài chỉ có duy tác mà thôi, nó không có thiện, nó không có bất thiện. Duy tác nghĩa là chỉ cái hành động mà không có tạo nghiệp. Bây giờ một cái nó nằm ở đây, duy tác đây nó nằm đây, là tâm ứng cúng vi tiếu, tức là khi nào Đức Phật cười thì cười bằng tâm này, còn chúng ta thì cười bằng tâm tham hoặc cười bằng tâm thiện, mình không có cười bằng tâm ứng cúng được. Vì vậy đó là 29 cái tâm dục giới, chứ không phải 29 tâm dục giới tạo 29 cái tâm mà ở tam giới tạo nghiệp.
Con số 29 này đó không có nhầm lẫn với nha. Nhớ chỗ này chưa? Rồi chút xíu nữa thôi thì chúng ta nghỉ đây. Hồi nãy chúng ta nói á, cái phần trên chúng ta nói chưa xong đó, là cái sát na tâm khắc. Rồi loại tâm khắc, rồi chặn á, thì chúng ta có hai chặn. Bây giờ chúng ta nói cái chặn. Hai cái chặn này như nãy chúng ta phải ghi đó, là kháng ý môn và cái chặn tổng tốc. Tức là chặn thứ nhất, chặn thứ hai hết. Cái màu vàng ghi trên cái chỗ đó là chặn thứ nhất và chặn thứ hai hết. Nó có hai chặn. Cái thứ ba là chúng ta nói về người thì có tám. Người có tám hạng người: bốn phàm và bốn thánh. Bây giờ nói về cõi. Cõi ở đây là chúng ta có tất cả là 30 cõi ngũ tâm. Tức là 30 cõi của những chúng sinh có tâm, trừ một cõi là cõi vô tưởng. Còn cái 40 phàm này lần trước đã giảng rồi đó, 40 phàm. 40 bốn cái hạng người phàm á, thì những cái hạng người trong cái bốn cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đều được gọi là phàm phu. Những người này tái sanh bằng tâm sanh. Tâm quả thuộc sinh của người này là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, là cái hạng người khổ tục sinh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái thứ hai là cái người lạc. Người lạc mà gọi là người lạc vô nhân này đó thì cũng sinh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây. Và hạng thứ ba là hạng người nhị nhân sinh đây. Hai cái tâm thọ hỷ và hai cái tâm thọ xả mà ly trí. Còn người tam nhân thì sinh ra bằng hai cái tâm thiện thọ xả mà gọi là thiện trí, tức là hợp trí, và hai cái tâm thiện thọ thọ hỷ hợp trí. Như vậy cái người nhị nhân là sinh ra bằng cái tâm quả thiện ly trí, còn cái người tam nhân là sinh ra bằng tâm quả thiện mà nó hợp trí. Như vậy trên cái thế gian này nè, thì những cái chúng sinh mà thuộc bốn hạng người khổ đó thì nó sinh ra là do cái quả của tất cả pháp bất thiện này. Còn cái người mà sinh ra là người lạc vô nhân đó, tật nguyền trong bụng mẹ thì nó cũng sinh ra bằng tâm thiện. Người tâm thiện nó yếu gọi là vô nhân. Rồi cái hạng nữa là cái hạng nhị nhân. Nhị nhân tức là nó mạnh về cái vô tham và mạnh về cái vô si, vô sân. Nhưng mà nó không có hợp trí. Còn cái hạng người nữa là tam nhân, tức là đầy đủ ba cái nhân lành, là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ ba cái. Thì đó là, nhưng mà vẫn là bốn cái hạng phàm nhân, chứ chưa phải là thánh nhân. Nhớ vậy. Rồi chúng ta tạm nghỉ ở đây, làm sao tiếp.